top 5 nhận định về sinh viên trường kinh tế quốc dân. Cùng đi kiểm chứng cùng mình nhé. Và nail là không sợ bị ế vì nail gần bách khoa và xây dựng phải không chị? Mình nghĩ là câu này cũng đúng hoặc không. Có một số bạn thì mình yêu học bách khoa xây dựng, còn có một số bạn thì mình yêu học ở ngay trong trường luôn. Em nghe đồn là sinh viên trường nail là trường kinh tế là rất là giàu phải không chị? Mình nghĩ là đúng, nhưng mà mình thì nghèo và mỗi ngày thì vẫn phải đi xin các bạn tiền để mình xem. Your body, everybody, work it. Mình nghĩ là cũng dễ nhưng mà là dễ trượt. Ở Nail có phải là có hàng tỷ các câu lạc bộ cho các học sinh viên lựa chọn không? Đúng thế. Và ở trường mình thì có các câu lạc bộ từ học thuật cho đến tình nguyện cho đến ca nhạc thể chất. Và mình nghĩ là khi mà vào trường thì chỉ sợ là chúng mình không tham gia thôi, chứ còn nếu mà chúng mình có tham gia thì sẽ có rất là nhiều câu lạc bộ chào đón chúng ta. Chị ạ, có phải 10% sinh viên trường Nail là tham gia câu lạc bộ nội dung bay vượt tương lai không ạ? Không có số liệu thống kê rõ ràng, nhưng mà mình nghĩ là bởi vì trong trường cũng có rất nhiều câu lạc bộ tổ chức khác nhau nên là các bạn có thể tham gia câu lạc bộ ở trong trường cũng như ở bên ngoài. Và mình nghĩ là nếu mà có thời gian thì các bạn cũng hãy sắp xếp để tham gia câu lạc bộ, bởi vì là mình sẽ có được cơ hội là tiếp xúc với người nước ngoài, giao tiếp với họ hàng ngày, và quan trọng hơn là mình có thể làm đẹp cho CV của mình. Nhất là các bạn nào muốn tham gia vào các công ty đa quốc gia thì sẽ giảm khả năng giao tiếp rất là tốt. Và những người quen của mình học cùng trường thì cũng tham gia vào trong câu lạc bộ Hà Nội Free Private Tour khá là nhiều, cho nên là mình nghĩ là câu chuyện này có thể là đáng tin.